Xin chào quý vị và các bạn, tôi là người dẫn chương trình ảo của báo Tuổi Trẻ. Rất hân hạnh được gặp các bạn trong chuyên mục Robot hỏi đáp về dịch Covid-19. Sau đây là những thắc mắc về những vấn đề dân sinh liên quan đến dịch Covid-19 do bạn đọc gửi về và đã được Tuổi Trẻ gửi đến các nhà quản lý, các cơ quan chức năng để có câu trả lời. Bạn đọc hỏi, nhiều người trên 65 tuổi, người mắc bệnh nền tại thành phố Hồ Chí Minh thắc mắc tại sao lại không có danh sách trong đợt tiêm vaccine lần năm này. Xin được trả lời, trong kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đợt 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, có 15 nhóm được ưu tiên tiêm, trong đó có 2 nhóm là người mắc bệnh nền và người trên 65 tuổi. Cụ thể, đối với người mắc bệnh nền như thận mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì với chỉ số BMI lớn hơn hoặc bằng 30, được điều trị ổn định và có địa chỉ thường trú tại thành phố, sẽ ưu tiên người mắc nhiều bệnh nền cùng lúc hoặc mức độ nặng của bệnh. Với những người trên 65 tuổi, sẽ ưu tiên theo nguyên tắc người trên 80 tuổi, từ 70 đến 80 tuổi, rồi đến trên 65 tuổi. Cũng theo kế hoạch này, trong 930.000 liều vaccine, đợt 5 tại thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến sẽ phân bổ 50.000 liều cho nhóm người mắc bệnh mãn tính đang điều trị tại bệnh viện có thường trú tại thành phố, còn lại 200.000 liều dành cho người trên 65 tuổi. Việc lập danh sách người trên 65 tuổi, người mắc bệnh nền nói riêng và các nhóm ưu tiên khác nói chung tại địa phương do tổ dân phố tổng hợp. Sau đó, danh sách này sẽ được quận rà soát rồi nhập vào phần mềm quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đọc hỏi, người lao động bị ngừng việc vì Covid-19, doanh nghiệp muốn vay vốn lãi suất 0% để trả lương trong 3 tháng thì phải có điều kiện gì, hồ sơ thủ tục ra sao? Xin được trả lời, theo ông Trần Văn Tiên, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, phía ngân hàng đã khởi động nhận hồ sơ và có thể cho vay. Đến 19 tháng 7, ngân hàng đã hướng dẫn hồ sơ cho 8 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh vay để trả lương cho 3.000 lao động với số tiền đề nghị vay 13 tỷ đồng. Theo ông Tiên, lần này chính sách cho vay ngừng việc được quy định có 2 dạng chính, đó là cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho lao động và cho vay để trả lương người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh. Nếu vay để trả lương ngừng việc, người lao động của doanh nghiệp phải ngừng việc từ 15 ngày trở lên, đang tham gia bảo hiểm xã hội và doanh nghiệp không có nợ xấu ở các tổ chức tín dụng trong, ngoài nước. Với doanh nghiệp vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất, cần phải có yêu cầu tạm dừng hoạt động của cơ quan nhà nước. Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội và doanh nghiệp phải có phương án, kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh, không có nợ xấu. Theo quy định của chính phủ, việc vay vốn không cần đảm bảo tài sản, lãi suất 0%, thời gian vay không quá 12 tháng, mức vay bằng lương tối thiểu vùng cho một lao động, mỗi lao động được vay không quá 3 tháng. Về tiếp nhận hồ sơ vay vốn, mỗi địa bàn đều có ngân hàng chính sách cấp quận huyện, ngân hàng sẽ cho vay trực tiếp đối với người sử dụng lao động. Doanh nghiệp có trụ sở hoạt động ở quận huyện nào, ngân hàng chính sách xã hội ở quận huyện đó sẽ cho vay. Tương tự, chi nhánh doanh nghiệp ở đâu thì cũng liên hệ với ngân hàng chính sách xã hội ở đó để vay vốn. Trên đây là những câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm và đã được Tuổi Trẻ giải đáp trong chuyên mục hỏi đáp về dịch Covid-19. Bạn đọc có thể tiếp tục đặt câu hỏi dưới các bài viết trên báo Tuổi Trẻ để được chuyển đến các cơ quan có chức năng trả lời. Chuyên mục sẽ được phát sóng hàng ngày. Mời các bạn đón theo dõi.